Dạ, cửa hàng nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lại mới sưu tầm được máy cưa xích Estin 024AV các bác nhé. Dòng đây các bác nhìn rõ không ạ? 024AV. Cái này phần chữ thì chắc là do người ta sử dụng nên là bị mất này. Máy móc cực kỳ xuất sắc các bác nhé. Hai ốc làm này, kỹ làm cực kỳ xuất sắc luôn các bác nhé. Làm cực kỳ đẹp. Đó, con này thì công suất của nó là 44cc cho các bác sử dụng. Phần tay nắm giờ nó bị xước đây. Đó, còn tổng thể máy móc thì quá là ngon lành luôn các bác nhé, cực kỳ đẹp luôn này. Riêng cây lam là ăn đứt tiền luôn đúng không ạ? Đó, nước sơn cực kỳ đẹp các bác nhé. Đây, tổng thể cây máy đây. Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhé. Cho các bác nào về sử dụng khai thác thì sử dụng con này là quá là hợp lý đây. Đó, cực kỳ đẹp, có hàm rồng luôn nha. Tích hợp luôn hàm rồng các bác phải sử dụng này. Máy móc thì nguyên zin từ A tới Z cho các bác luôn. Hệ Estin 024AV của dòng bãi Đức. Đó, tích hợp luôn hai ốc lam. Sẵn để hai ốc lam rin của nó nhá. Đó, các bác nhìn dập luôn Estin này. Đó. Bô nào ấy, các bác nhìn qua có đây xuất sắc không ạ? Cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đó. Quá là ok luôn. Các bác nào ưng ý thì hoặc là chốt con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp số điện thoại 0354392929 để đặt hàng các bác nhé. Số điện thoại của em đã để trên màn hình rồi. Các bác nào sử dụng Zalo thì cũng kết bạn qua Zalo cho em. Em cũng xài Zalo số đó luôn. Và giá hiện tại con này thì em bán với giá là 5.600.000. 5.600.000 cho các bác nào về xài khai thác. Con này kéo 5657 ok luôn các bác nhé. Đó, 5.600.000 em miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Đó. Và được tặng kèm phụ kiện, bộ phụ kiện bên em là gồm một típ mở buji, một chiếc xuống và một tô vít chỉ. Đó. Và giá con này là 5.600.000 các bác nhá. Nòng hơi thì cực kỳ cứng, cứng ngắc nguyên. Đó. Cứng. Dây giật đẹp nguyên này các bác. Đó. Rồi, và giờ thì em qua test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy nhé. Đó, máy móc em đã căn chỉnh và dọn đồ ngon lành rồi các bác nhé. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Đó, tất cả nhớt nhớt ra làm xích thì cũng đã căn chỉnh ngon lành hết rồi. Đây là các bác hoàn toàn yên tâm và tin tưởng với bên em các bác nhé. Rồi, các bác nào ưng ý hoặc là chốt con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp ngay qua cho em để đặt hàng các bác nhé. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở phía sau.